Có nhà mới thì Thơ sao tính rước ba về đây không? Dạ con tính rước cha con về mà đêm nay đẹp làm sao? Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở xã An Trường thuộc tỉnh Trà Vinh. Hôm nay Đồng quay trở lại đây, vội vàng quay trở lại đây thăm hoàn cảnh của bé Thơ. Thì ở trong Tết Đồng đã hợp đồng xây dựng căn nhà bé Thơ, nhưng mà căn nhà thì có một số trục trặc, do vậy Đồng quay trở lại đây và để cùng với anh Hòa để khắc phục căn nhà cho nó hoàn chỉnh theo góp ý của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị, để xem hiện tại thì căn nhà xây dựng tới đâu rồi và kinh phí hiện tại thì đã đủ cho căn nhà của bé hay chưa. Bây giờ Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video nhanh nhé. Thì ở dịp Tết và đúng ngày 29 Tết thì Đồng có quay trở lại thăm gia đình bé Thơ một lần để hợp đồng xây dựng căn nhà, quý cô chú anh chị. Khi đó thì Đồng hợp đồng lên thì được nhiều quý cô chú anh chị góp ý về căn nhà thì cho hoàn chỉnh nhé. Do vậy thì Đồng cũng có liên hệ với anh Hòa rồi, và hiện tại thì căn nhà hiện tại thì khác với lúc hợp đồng rất là nhiều. Căn nhà hiện tại thì khởi công cũng được khởi công bữa ngày mùng 9 bắt đầu xây dựng, mà hôm nay là ngày 16 thì cũng được 9 ngày rồi quý cô chú anh chị. Đây, phía trước Đồng với quý cô chú anh chị là ngôi nhà của hai mẹ con nhà bé Thơ. Trước khi Đồng sẽ nói về những cái sự cố của căn nhà và khắc phục sự cố căn nhà như thế nào, thì Đồng sẽ ra đó gặp hai mẹ con bé Thơ một xíu trước. Chào chị nhé. Chào bé Thơ. Ủa, hai mẹ con đang quét dọn hả? Cho em gắn cái này trò chuyện chị xíu. Thì ở 28-29 Tết thì em có ghé chị để họ làm hợp đồng xây dựng căn nhà đúng chị? Dạ. Thì mà hai mẹ con thì ăn Tết như thế nào? Cũng bình thường. Dạ. Tết thì có nhiều thịt với nhiều bánh chưng không con? Dạ có. Mẹ mua đồ đẹp cho con không? Dạ có. Nói thiệt mẹ có mua không? Dạ có. Mua được mấy bộ? Dạ được một bộ. Tết năm nay thì Thơ khoe với ông bà cô bác Thơ được lì xì nhiều không? Dạ nhiều. Được bao nhiêu? Dạ gần 1 triệu. Ui dữ hả? Cho thầy một ít được không? Thầy hết tiền rồi. Thầy xuống thăm nhà con mà hết tiền đổ xăng này, cho thầy một ít được không? Dạ. Cho bao nhiêu? Không biết nữa. Cho không biết. Là hai mẹ con Tết có đi đâu chơi không chị? Không có đi đâu, có về trảnh đốt nhang cha nó rồi về chứ không đâu. Là hiện tại thì khi em tới đây thì thấy căn nhà gần như phần thô đã xong rồi chị ha. Nay thì đang tiến hành tô. Và hiện tại thì khi mà thấy căn nhà lên vậy thì hiện tại chị thấy cảm xúc như thế nào chị? Dạ, vui lắm, mừng dữ lắm. Hôm rồi mấy đi ngủ không được luôn á. Sao ạ?
mừng quá trời. Dạ. Ở hiện tại mà khi mà dỡ bỏ đi căn nhà tranh thì hai mẹ con hiện tại ngủ nghỉ ở đâu? Vô ngoại ngủ, ngoại ngủ. Dạ. Bé Thơ thì bữa giờ có tâm sự gì về căn nhà không? Có, nó nói mẹ ơi, nhà mới đẹp quá trời mẹ ơi. Dạ. Con mừng lắm, trông riết cho tới vô nhà mới ngủ. À. Dạ, lần trước là chị có nhớ khi mà ngày 28, 29 thì em tới đây làm hợp đồng đúng không chị? Có dạ, cả phải. Ông ngoại nữa. À. Thì hiện tại không biết thì cái giấy tờ thì ông ngoại làm xong hoàn chỉnh cho chị ha? Làm xong hết rồi. À, là đưa cho chị cái giấy viết tay hay là giấy của em ạ? Giấy viết tay, còn giấy mà sổ đỏ thì dưới 500 mét á, ta không có làm sổ đỏ được. Dạ. Dạ. Ừ. Tại vì sau này thì như ông ngoại với em với chị lúc trước chia sẻ, ông ngoại bà ngoại thì lớn tuổi, sợ sau này có cậu nữa thì đất thì càng ngày càng có giá trị đúng không chị? Dạ. Mai mốt sợ mẹ con không có chỗ ở thì cũng thương nữa. Dạ. Mà trên 500 mét, từ 500 mét trở lên á mới được, còn dạ, dưới 500 mét thì người ta không. Bữa có hôm là hỏi được tặng ông ngoại tặng cái này là cũng gần 300 mét vuông chị ha. Dạ. Là mấy mét vuông chị? Hình như 200 mấy hả? 200 mấy à, chứ tới 300. Gần 300. Ừ, gần 300 à. Dạ. Bữa giờ thì Thơ ơi, con có vô thăm căn nhà không? Dạ có. Thấy căn nhà sao, chia sẻ với ông bà cô bác đi. Căn nhà đẹp. Rộng không? Dạ rộng. Con thấy phòng ngủ của con chưa? Dạ thấy rồi. Rộng không? Dạ rộng. Ừ, thì chị ơi, hôm trước á thì mình có hợp đồng là căn phòng ngủ chỉ là khi đó là hợp đồng chỉ 3 mét thôi. Nhưng mà sau khi em đăng tải video lên thì được nhiều quý cô chú anh chị góp ý á, thì hai mẹ con thì muốn cái phòng ngủ rộng hơn. Để hai mẹ con có thể đặt một cái giường này, đặt một cái tủ đựng đồ áo và đặt một cái bàn cho bé Thơ học trong đó luôn. Dạ. Do vậy thì hiện tại là căn phòng cực kỳ rộng luôn chị ha. Dạ. Chị thấy rộng không? Rộng lắm thầy. Dạ. Thôi bây giờ thì chắc em sẽ vào đó quay một vòng căn nhà, rồi sau đó thì chị với em sẽ trò chuyện tiếp ha. Em sẽ dạ, công khai danh sách quý nhà hảo tâm gửi để giúp đỡ cho ba mẹ con á, hai mẹ dạ, con á chị ha. Dạ. Dạ. Thơ không biết về Tết này thì mẹ có chở đi đâu chơi không ta? Dạ không. Sao ạ? Dạ, mẹ con không có chở thầy. Thì mẹ con không có tiền mua xe. Ồ vậy hả? Chưa có xe hả? Chở xe đạp đi cũng được mà. Chở xe lắm. Vậy hả? Rồi Thơ, từ bữa hôm Thơ sao? Khi nó có nhà mới thì Thơ sao? Tính rước ba về đây không? Dạ con tính rước cha con về mà chưa có chưa có đem cha về được. Khi nào xong nhà đúng không? Dạ. À, thì khi nào xong nhà thì làm bàn thờ xong mới rước được đúng không con? Dạ. Con có muốn làm cái bàn thờ cho ba không? Dạ muốn. Ừ, vậy là xong nhà con với mẹ sẽ đi rước ba ha? Dạ. Chắc ngày bàn giao thì trước ngày bàn giao thì chắc rước anh về luôn hả chị? À, bữa 21 này rước anh về rồi thầy. Rước về hả? Dạ. Lấy để tạm đâu? Mà chắc gửi tạm bên ngoại đó, chứ lấy. Ủa sao là chọn ngày 21 là ngày gì? Đấy đi coi á, cái 21 này là nó hợp với tuổi á, cũng như ngày tốt á. Dạ. Trong tháng này đó, ngày tốt bữa 21 là rước anh về. Ừ. Thì chị thấy ngôi nhà thì xây được xây dựng chắc chắn không chị? Chắc nè. Dạ. Đẹp quá đẹp. Mừng quá mừng chị ha. Dạ. Thì phía bên này quý cô chú chị là cái mặt ngoài này. Thì mặt ngoài thì ở dưới này thì đổ dằn móng, xong đó thì xây lên tầm 2 mét thì được bên thờ anh Hòa sẽ đổ dằn một lần. Đổ dằn như vậy đó chị, là để sau này nếu mà mình xây thẳng đuột lên thì sau này tường sẽ dễ bị nứt lắm. Nhưng mà chỉ có dằn khoảng 2 mét dằn một lần vậy này thì sẽ giữ tường sẽ không bị nứt nhiều. Dạ, trên kia thì cũng thêm một lớp dằn nữa và lá lợp tôn xong. Thì đây là mặt ngoài này. Cái nền này thì chắc chị ha, khu nền vực nền này chắc không có luống đâu. Dạ không có đâu, cái này cũng lâu năm dữ lắm rồi. À dạ. Thơ đi với thầy không? Đi thăm nhà không? Nay mặc đồ đẹp quá vậy, đồ này là đồ con đi học hả? Dạ. À. Phía trước đồng với quý cô chú anh chị là căn nhà hiện tại của hai mẹ con bé Thơ quý cô chú anh chị. Hiện tại thì sau khi khởi công gần được 2 tuần thì đã xây dựng gần như xong phần thô. Hiện tại thì các anh thợ đang tô ở phía trong. Phía trước này là một cái hàng ba này, đã đổ hai cái cột chờ sẵn. Hôm sau thì đổ một cái máng ở trên đó và làm một cái hàng ba đằng trước quý cô chú anh chị.
Ở căn nhà bé thơ thì được sự góp ý của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị, thì căn nhà bé thơ chỉ làm hai cột thôi, hai cột hai bên. Thứ nhất là vừa thoáng căn nhà, thứ hai là nghe quý cô chú anh chị nói thì hợp phong thủy. Ở căn nhà bé thơ thì đồng cùng với anh Hòa thiết kế là một cửa chính và một cửa sổ lớn ở bên. Cửa chính sẽ làm bằng cửa nhôm kính và hai cánh quý cô chú anh chị. Cái hàng ba này hiện tại thì đang đổ cột sẵn rồi, chờ và đổ máng ở trên này. Em chào anh Hòa nhé. Cho em gắn cái mic trò chuyện anh xíu. Dạ, em chào anh Hòa. Chào thầy Đông. Chào bà cô bác. Dạ. Chào quý nhà hảo tâm trong nước của nước. Dạ, thì hôm nay em có dịp đi gần nhà bé thơ thì em muốn ghé ngang đây để xem công trình thực hiện tới đâu rồi anh Hòa. Dạ. Thì hôm trước thì trước Tết thì anh với em có hợp đồng căn nhà, nhưng mà sau đó được sự góp ý của quý nhà hảo tâm thì có sửa đổi lại căn nhà. Thì anh có thể nói sơ qua một xíu về hình thức khắc phục sửa đổi căn nhà như thế nào không anh Hòa? Thì sửa đổi thì có cái phòng khách cũng như có thay đổi, cũng tiên hình như cũng 4m thì cũng giữ nguyên. Thì cái phòng ngủ là 3m, hôm nay là cũng nới rộng ra là 4m. Dạ. Còn cái nhà bếp thì đầu tiên chỉ có 3,5 thôi, thì cũng có thay đổi là cũng như là phòng khách, phòng nhà bếp cũng là 4m. Giờ là mình đều luôn anh ha, đều là luôn. Phòng khách 4m, rồi. Phòng ngủ 4m và phòng bếp với nhà vệ sinh 4m. Dạ. Thì phòng ngủ mà 4m như vậy thì để cho hai mẹ con vừa đặt được cái giường, vừa đặt cái tủ và để được bàn học cho bé thơ luôn anh ha. Dạ. Thì anh dự tính là căn nhà này khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ bàn giao được anh? Nếu cái căn nhà này nếu mà vật tư mà nếu mà chở mà nhanh lắm thì có thể khoảng 10 ngày nữa xong. Dạ. Còn nếu chậm thì khoảng 2 tuần là 15 ngày. Thì cũng cố gắng làm tranh thủ, nói chung là lúc này là mưa gió. Mưa nói chung là không phải nhúc nhích nữa, không mưa là mưa, tranh thủ để có nhà cho mẹ con có. Dạ. Có thơ ở, cũng cố gắng tranh thủ sớm nhất. Dạ. Ở phía trước này thì em thấy là anh em mình có nghe sự góp ý của quý nhà hảo tâm đúng anh, là mình nhà bé thơ chỉ làm hai cột thôi. Đúng rồi. Không có giống căn của nhà cô Mỹ và nhà bé Ý đúng anh? Dạ đúng. Dạ. Là mình đang đổ chờ vậy là chuẩn bị đổ máng đúng anh? Dạ đúng rồi thầy Đồng. Để mà làm hàng ba. Dạ. Thì ở cái phòng khách này thì anh Hòa có trừ hai cái cửa sổ quý cô chú anh chị, một cái cửa sổ bên kia, một cái cửa sổ bên hông và cửa sổ bên đằng trước để lấy ánh sáng vào. Phòng khách này thì 4m đúng anh? 4m rộng rồi. Luôn. Và ở phía bên này thì anh Hòa có cái đó gọi là cái gì, cây lam ấy? Khung bông hả? Để lấy không khí vào phòng ngủ cho nó mát đúng không anh? Và thứ hai trang trí cho nó đẹp nữa. Ồ, hôm nay là đang thực hiện tô đúng không anh? Tô rồi. Dạ. Giờ chỉ phần tô trong, tô ngoài với lại dán gạch với sơn với đóng la phong nữa là hoàn thiện đúng không anh? Đúng. Dạ, cảm ơn anh Hòa nhé, chúc anh Hòa nhiều sức khỏe. Thì cũng cảm ơn cũng như là quý nhà ông bà cô bác, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước thì cũng đã hỗ trợ cho mẹ con của bé thơ, cũng sắp sửa cũng đã có chỗ che nắng che mưa. Dạ. Thì cũng rất là chân thành cảm ơn ông bà cô bác, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Dạ. Rồi năm mới cũng chúc ông bà cô bác, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Xin chào. Chúc cảm ơn anh nhé. Em đi quay căn nhà một vòng cho quý nhà hảo tâm với quý cô chú anh chị thấy được luôn. Hiện tại khi Đồng đến đây thì cũng hơn 1 giờ chiều rồi. Do vậy thì các anh em thợ đang làm á, quý cô chú anh chị. Đây là không gian cái phòng khách này. Phòng khách thì rộng 4m và được trừ những cái cửa sổ lớn. Do vậy phòng khách hiện tại không cần đèn luôn, cũng rất là sáng. Hiện tại thì mấy anh thợ đang tiến hành tô bên trong. Tiếp theo ở đây là cái lối đi xuống này.
Hiện tại thì đang đang tiến hành tô. Ở lối đi xuống phía của chú anh chị cũng trừ một cái cửa sổ ở bên hông này này, để lấy mục đích là lấy ánh sáng vào cái lối đi, và thứ hai nữa là lại cho căn nhà thoáng và mát. Hiện tại thì cầu thủ của Real Madrid đang làm hồ. Chào anh. Đấy. Nay không đi đá bóng mà lại về đây làm hồ anh. Con bỏ gần phá sản rồi. Tiếp theo đây là cái phòng ngủ này quý cô chú anh chị. Thì hiện tại đã để khung cửa sẵn rồi. Ồ, mai mốt là hình như là mình đổ nền cao ngang đây đúng không? Đây. Vậy cũng 50 phân ha. Cửa 30 phân. À, 30, 40 gì đó. Thì đặc biệt là theo sự góp ý của quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm, thì góp ý là hai mẹ con thì cần một cái không gian phòng ngủ rộng để giường là một này. Thứ hai nữa là để cái tủ. Thứ ba là để bằng học cho bé thơ nữa. Hiện tại thì căn phòng ngủ này đồng đá nói anh Hòa làm tới 4 mét cơ. 4 nhân chiều này là 3, là 12 mét vuông. Cực kỳ rộng luôn. Thì ở phòng ngủ quý cô chú anh chị cũng được trừ một cái cửa sổ bên kia để lấy ánh sáng vào phòng ngủ này. Hiện tại ban ngày nhưng mà căn phòng ngủ này rất là sáng luôn. À, quay mấy anh thợ lên đây mai mốt sẽ nhận được nhiều công trình hơn. Tiếp theo bên dưới này là cái gian phòng bếp này, cực kỳ rộng luôn quý cô chú anh chị. Đồng ý ở đây thì hơn 4 mét luôn. Bước xuống đây, phía bên đây là cái nhà vệ sinh. Hiện tại thì đã được làm hầm hố ga này và đậy nắp lại rồi, để chuẩn bị xây nhà tắm ở đây. Phía bên dưới này sẽ là khoảng gian nhà bếp. Ở gian nhà bếp này cũng được thiết kế này, một cái cửa sổ bên hông để lấy ánh sáng từ ngoài vào bếp, và một cái cửa thoát hiểm phía bên sau. Cửa này thì cửa thông ra sau để sau này, vì sau này hai mẹ con còn một khoảng đất trống cái nhà cũ lúc trước quý cô chú anh chị. Sau này thì có thể tận dụng những cái chỗ nhà cũ kia, nhà bếp cũ, hoặc là những cái cây tre cũ để có thể tạo nên những cái chuồng nuôi gà, nuôi vịt, chăn nuôi gia cầm, tăng gia sản xuất này. Nhà bếp thì cực kỳ rộng luôn. Và nguyên căn nhà này quý cô chú anh chị, nếu mà xây lên 2 mét sẽ được đổ đà răng một lần. Đồng ý hai mẹ con mà một cái nhà như vậy thì cũng rất là rộng luôn. Khoảng trống sau này thì có thể nuôi gà này, hoặc là sau này có thể trồng rau ở sau này này. Bên này thì là nhà ông bà ngoại. Con chào bà ngoại. Lâu bữa giờ thì chưa gặp bà ngoại. Hôm nay thì được gặp bà ngoại đây, trò chuyện bà ngoại xíu nhé bà ngoại. Bà ngoại thì cũng lớn tuổi rồi và nhìn bà ngoại rất là hiền luôn. Dạ con chào bà ngoại nhá. Thì bữa giờ thì con tới đây nhiều lần rồi thì hôm nay mới có dịp gặp bà ngoại và trò chuyện cùng bà ngoại á. Thì bà ngoại là tên gì bà ngoại? Trà Thị Nhan. À, năm nay bà ngoại nhiêu tuổi rồi? 71. Dạ.
Hiện tại thì chắc bà ngoại chỉ ở nhà trông cháu rồi là làm việc nhà vậy thôi bà ngoại ha? Làm nhà không mà chắc cũng không có đi đâu hết trơn. Dạ. Hiện tại thì cảm xúc của bà ngoại như thế nào khi mà người cháu cũng như người con của mình được quý nhà hảo tâm giúp đỡ một căn nhà như vậy bà ngoại? Quá rất mừng, vui, thấy con nó được cái nhà vậy tôi cũng mừng. Bởi vì già rồi không có làm nổi mà lo cho con. Yeah. Vậy là mừng quá mừng rồi. Yeah. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đồ giúp đỡ chứ vợ chồng già quá rồi đâu có làm nổi mà lo bà cho con. Bà ngoại bữa giờ thì có qua thăm căn nhà không? Có, bữa nào cũng chiều cái ráp qua phụ dọn. Yeah. Dọn rồi dọn dẹp với con. Dạ. Thì cũng mừng rồi mẹ con bà cháu cũng ôm nhau khóc mừng quá trời mừng. Khóc luôn hả bà ngoại? Khóc luôn. Tại sao lại khóc bà ngoại? Là... thì thấy mừng quá mà già không lo được cho con vậy mừng. Dạ. Thì ông bà cũng cho con cho cháu một miếng đất thì cũng rất là quý rồi. Dạ. Thì có cái gì thì cho cái đó bà ngoại ha. Dạ. Chứ giờ bà ngoại cũng với ông ngoại thì đâu có làm được cái gì ra tiền nữa. Thì ông ngoại bệnh, còn bà ngoại cũng mổ thận đó thì cũng không có làm gì nổi hết trơn. Dạ. Cũng dòm chừng con đồ vậy. Có bao giờ mà bà ngoại ngay cả trong giấc mơ cũng chắc không bao giờ nghĩ là... Không có thấy, không có mơ được. Dạ. Cũng không nghĩ là dạ. Mẹ con bé thơ lại có ngày hôm nay bà ngoại dạ. Hả? Bởi vậy mừng mà cũng nhờ thầy Đồng với... Mạnh Thường Quân với bà con, cô bác giúp đỡ chứ thiệt. Già này đâu có lo cho con gì được. Dạ. Nằm chim bao cũng không được. Nhiều khi thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn con mình thành đạt, có nhà đàng hoàng để ở như bà ngoại ha. Nhưng mà cha mẹ thì mang nặng đẻ đau, nuôi con đến ngày khôn lớn, lấy chồng, lấy vợ. Và như vậy cũng là những cái hy sinh rất là lớn rồi bà ngoại. Dạ. Thấy con nó cũng vô phước, không phải chi có chồng đồ còn sống đồ này kia, vợ chồng nó lo thì làm cha làm mẹ cũng đỡ lo phần nào. Yeah. Còn này nó chồng nó cũng vắng số rồi, thành ra mẹ con nó lo cũng không nổi. Hiện tại bà ngoại bị gì mà khi mà đứng mình ơn mà bà ngoại rung dữ bà ngoại? Thì làm như nó cũng hơi bệnh tay biến vậy, nó ấy mà nó nhẹ vậy rồi cũng thấy. Bà ngoại thì thấy căn nhà như thế nào? Rộng và đẹp không? Đẹp, mừng lắm. Chắc chắn bà ngoại ha? Dạ. Yeah. Dạ, thì con cũng chúc bà ngoại thật nhiều sức khỏe. Dạ. Hy vọng thì khi bàn giao căn nhà thì sẽ có những cái niềm vui mới dành cho gia đình nhiều hơn bà ngoại ha? Dạ. Yeah. Dạ. Thì vừa rồi thì Đồng có chuyện trò chuyện với bà ngoại, là bà ngoại của bé thơ quý cô chú anh chị, cũng như người mẹ đã sinh ra chi nhị. Thì đây là mặt ngoài của căn nhà này. Đấy, quý cô chú anh chị có thể thấy này, đổ móng và dằng rất là chắc luôn. Khi mà giúp được những hoàn cảnh khó khăn, có những cái mái nhà mơ ước như vậy thì Đồng cũng rất là vui. Dạ, vừa rồi thì Đồng đã đi quay một vòng căn nhà hiện tại của hai mẹ con bé thơ cho quý cô chú anh chị cùng chung vui trong ngày hôm nay á. Thì hiện tại căn nhà đã xây dựng gần như là xong phần thô rồi. Hiện tại thì các anh thợ đang tô ở trong. Chỉ khoảng, như anh Hòa nói, chỉ khoảng 10 đến mười mấy ngày nữa thì sẽ được bàn giao được căn nhà. Hiện tại thì rất là mừng chị ha. Dạ. Dạ, thì con chào ông ngoại, bà ngoại. Thì đợt trước thì con có ghé làm hợp đồng trước Tết thì có gặp ông ngoại rồi. Hồi nãy có trò chuyện với bà ngoại xíu. Bà ngoại thì nói mừng quá trời quá đất luôn. Quá trời. Ngay cả giấc mơ cũng không nghĩ là con gái với cháu của bà lại được một căn nhà đẹp như vậy. Dạ. Hiện tại thì bữa hôm thì hợp đồng thì cũng chưa chắc chắn là mình sẽ có căn nhà. Hôm nay thì thấy căn nhà lên cao như vậy sắp hoàn thành thì ông ngoại cảm xúc như thế nào ông ngoại? Ơi, thấy quá được mừng bà con của bác cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân với thầy Đồng với thầy Hòa, chú Hòa, chú Thầu giúp đỡ ấy được mừng quá mừng. Dạ. Có thấy con được căn nhà vậy thì có bị mất ăn mất ngủ không ông ngoại? Ơi, vui lắm rồi. Nay thấy ăn Tết xong thấy ông ngoại hình như bị sức khỏe đi xuống hả? Hôm rồi cũng không được khỏe lắm rồi, mới hôm qua đi lãnh thuốc uống nữa. Dạ.
Thì hiện tại là hồi nãy thì em con có hỏi chị Nhị là nói là cái giấy tờ thì ông ngoại làm xong luôn hả? Xong hết trơn hôm đó rồi. Dạ. Thì bà ngoại thì hôm nay cũng vui quá bà ngoại ha. Hôm nay thì lần đầu tiên bà ngoại xuất hiện trên video luôn. Tại vì bữa hôm mấy đợt trước ghé thì bà ngoại sức khỏe không tốt quý cô chú anh chị, nên chưa có mời bà ngoại xuất hiện được. Nên hôm nay thì sáng tiện thì thăm lại nhà, và ngôi nhà đã gần như xong rồi bà ngoại ha. Thì bà ngoại hôm nay cũng rất là vui luôn bà ngoại ha. Vui quá vui đấy. Cười rồi khóc, cười khóc đủ thứ đó. Mừng được cháu ngoại được cái nhà, với con được cái nhà, mừng quá mừng. Dạ. Không biết nói gì hết á. Chứ để cho cuộc sống hai mẹ con mà cứ cái đồng lương thì không có đủ sinh hoạt á, riết thì không biết thì đến bao giờ mới có được cái ngôi nhà nó chắc chắn ở ngoài ha. Đó đúng rồi, bởi vì hoàn cảnh vậy đấy, rồi gia đình đó, tôi cũng ấy rồi, không có khi nào thể nào mà cất được cái nó được cái căn nhà mà như vậy hết á. Dạ. Thì thành ra được về quá mừng, cảm ơn bà con cô bác nhiều dữ lắm. Dạ. Thì cũng rất là thương quý cô chú anh chị. Lúc con cái còn trẻ thì ông bà thì lo làm để nuôi con cái lớn lên ha. Ông ngoại ha. Thì cũng khóc rất nhiều vì con cái rồi. Giờ thì con cái được nhà hảo tâm giúp đỡ, được căn nhà thì ông ngoại bà ngoại cũng khóc rất là nhiều. Mà nước mắt này là nước mắt giống như là hạnh phúc ông ngoại ha. Dạ. Dạ. Hiện tại thì cảm xúc của chị Nhị như thế nào chị Nhị? Sao khóc rồi? Dạ. Mừng quá. Sao khóc vậy chị? Được căn nhà mừng quá. Dạ. Hiện tại thì nhìn vào căn nhà thì nó như một giấc mơ chị ha. Dạ. Do vậy thì chị cứ nhìn vào căn nhà là cứ rưng rưng nước mắt vậy chị. Dạ. Có bao giờ mà chị nghĩ là hai mẹ con sẽ được một căn nhà như vậy không? Không có bao giờ nghĩ được đó thầy. Yeah. Thơ ơi, sao con cũng khóc rồi? Sao ạ? Con thấy mẹ con khóc, con muốn khóc theo. À vậy hả? Thì bây giờ thì sẵn tiện ở đây thì em cũng xin đọc lại danh sách cho chị ha. Dạ. Yeah. Dạ, thì căn nhà hiện tại thì có thay đổi một số cái thiết kế ở ngoài để cho phòng khách, phòng ngủ rộng hơn. Yeah. Và nhà bếp rộng hơn. Tại vì hai mẹ con thì trong căn phòng ngủ thì cũng phải để được cái tủ đựng đồ hay là cái bàn học cho bé Thơ á. Dạ. Thì ở trong đó thì chị kèm bé Thơ dễ hơn chị ha. Dạ. Thì danh sách thì sau đây thì đồng xin phép đọc danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về giúp đỡ cho hai mẹ con. Đó là chị Nguyễn Thị Thảo 500.000 đồng, chị Bình 115 500.000 đồng, cô Nguyễn Thị Hồng Anh 1.000 USD đổi ra được 23.130.000 đồng. Cô Hai ở Cần Thơ gửi 400 USD đổi ra được là 9.320.000 đồng. Chị HC ở Nam Cali 35 triệu đồng. Anh Nhật Anh và cô Nhật Hảo. Thì anh Nhật Anh với cô Nhật Hảo nói là cứ xây dựng quỹ nhà hảo tâm giúp, nếu mà thiếu thì cô anh Nhật Anh với cô Nhật Hảo sẽ giúp cho mẹ con đủ căn nhà chị ha. Mà số tiền còn dư thì chắc sau này sẽ bỏ vào thẻ hoặc là cái gì đó cho mẹ con có vốn làm ăn. Sau này thì chị có tính là sẽ làm một công việc gì khác không? Hay là cứ đi làm ai thuê gì làm đó? Dạ, để các cái nhà xong xuôi rồi làm rồi cũng tính làm cái gì ra để đi làm. Chứ đi làm mướn thì có khi có công việc, có khi có, khi không. Dạ. Dạ. Thì bữa hôm có nói với ông ngoại là dịch lên trước này này, để khoảng không sau này mới dư. Thì mẹ con muốn nuôi một vài con vịt hay là một vài bầy gà hay có thể nuôi gia súc, gia cầm gì sau này để tăng gia sản xuất ông ngoại ha. Do vậy thì hiện tại căn nhà được dịch về trước để trừ khoảng trống đằng sau thì mẹ con có thể chăn nuôi. Mai mốt mình có thể tận dụng những cái nhà cũ á chị, mình lợp lên nuôi một đàn gà hay là nhiều đàn gà hay là bầy vịt đó cũng có bán ông ngoại ha. Dạ. Thì chị gửi lời gì đến quý ông bà của bán không chị? Dạ. Lời với ông bà cô bác mà đã giúp đỡ cho mẹ con được căn nhà, thành thật cảm ơn nhiều dữ lắm. Thơ ơi, giờ vui khóc luôn hả? Gửi lại lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ, con cảm ơn ông bà cô bác đã giúp đỡ mẹ con được căn nhà. Ủa bữa hôm thì thi nét chữ đẹp được dạy gì không? Dạy ba. À, được nhiều tiền không? Mấy chục triệu? Dạ, không có tiền. Ủa sao kỳ vậy? Không có tiền luôn?
Ồ, nãy bữa giờ thầy cứ nghĩ là giải ba là mấy chục triệu. Nhưng mà vui con ha, được cái giấy khen không? Dạ, dạ chưa. À, để cuối năm mới lính ha. Dạ. Có bài hát nào tặng ông bà của bác nữa không? Dạ có. Bài gì? Bài Lên Thăm Chị Hằng. À, con hát đi. Đêm nay đẹp làm sao, trăng nghiêng vào cửa sổ, em không ngủ được đâu, mãi ngắm trăng trời cao. Em muốn làm phi công, du hành đến mặt trăng, em muốn cứ phi thuyền lên viếng thăm chị Hằng. Chị Hằng à ơi, nào múa hát cùng chúng em. Chị Hằng nha ơi, cùng chúng em vui rước đèn. La 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 la. Ui hay quá, cảm ơn con nha. Lời bài hát này con gửi cho ai? Con gửi cho ông bà cô bác. Thương quá. Thì ông ngoại hiện tại thì rất là cảm xúc ông ngoại ha. Khi thấy mẹ con đều là vui mà mừng mà rơi nước mắt luôn á. Đó là niềm hạnh phúc mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn được nhìn thấy ông ngoại ha. Ông ngoại gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Trước đây cũng đã kính chúc ông bà cô bác mạnh thường quân và cộng đồng mạng với thầy giáo đồng với chú Hòa được nhiều sức khỏe, giúp đỡ con tôi được căn nhà che mưa che nắng như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Con cũng chúc ông bà thật nhiều sức khỏe để sống mãi với cháu của mình, để sau này có thể nhìn cháu thì thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc ông ngoại ha. Chúc cho bé Thơ học thật giỏi nhá, chăm ngoan. Chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và sau này thì có một công việc ổn định chị ha. Chắc Đồng cũng sẵn tiện đi ngang đây thì quay hiện tại căn nhà như thế nào để quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị cùng biết hiện tại thì căn nhà bé Thơ đã được xây dựng chưa và xây dựng tới đâu rồi, chất lượng công trình có đảm bảo hay không. Thì Đồng một lần nữa thay mặt những hoàn cảnh khó khăn, thay mặt gia đình bé Thơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và gia đình chào quý cô chú anh chị.